Vâng, em Thảo, dụng cụ làm vườn gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ chi tiết về những cái mẫu dầm đi đánh cây. Cũng đã vào vụ chuẩn bị, các bác cần những cái đồ đi đánh cây rất là nhiều. Rồi em xin chi tiết về những cái mẫu dầm đánh cây của bên cơ sở em, chất liệu bằng thép nhíp. Hôm nay thì em sẽ đăng tải về 6 loại lưỡi. Lưỡi dầm, lưỡi thủng, lưỡi mai. Và để cho các bác này mình lựa chọn thật kỹ thì cũng rất mong là các bác hãy xem video để chọn được một cái thủng thích hợp với cái công việc của mình. Hôm nay là một cái video rất là chi tiết về những cái mẫu dầm, mẫu thủng nha em nhé. Đầu tiên là cái mẫu thủng đi rừng. Đây là cái mẫu thủng chất liệu là làm bằng thép nhíp này các bác này. Cái mẫu này là nhà em làm hàng đặt rất là dày nhá, đẹp. Cái này giúp các bác thì mình đào hang, đào măng này, đi rừng thì các bác thì mình sử dụng cái này. Đã được mài rất là sắc về, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đợt này thì nhà em làm rất là dày dặn nhá. Đấy, đây là cái thủng nhíp. Thủng nhíp rất là dày. Cái thủng nhíp này thì em gọi là thủng đi rừng nhá. Đấy, và cái với cái mẫu thủng này thì bên cơ sở em đang gửi từ các bác giá đã là 250.000, giá miễn phí ship. Và khi xem một cái video ngắn này, các bác đang quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được thật nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em nhé. Tiếp tới là cái mẫu dầm đặt. Đây là cái lưỡi dầm đặt này. Đấy, cái lưỡi dầm đặt này thì cũng rất nhiều bác đã biết tới bên cơ sở em. Lưỡi dầm đặt này nó rất là lặng nhá. Ví dụ như các bác mua cái này mà cả cán, nó sẽ rơi vào 4kg trên một cái. Thì với mẫu dầm đặt này, dầm đắt nhất của bên cơ sở em là đang gửi tới các bác giá sẽ là 400.000, là có cả cán nhá. Còn nếu các bác mua lưỡi như thế này thì giá của nó sẽ là 350.000. Đấy, dày như thế này luôn này các bác này. Giúp các bác đánh cây sắn dễ rất là khỏe. Đây là cái mẫu dầm đặt này. Đấy, và tiếp tới là tới cái mẫu dầm thẳng nhá. Các bác nhớ đây là cái mẫu dầm thẳng nhá. Cái này thì gọi là dầm bản thẳng. Dầm bản thẳng này cũng rất là dày luôn nhá các bác này. Đây là cái mẫu dầm bản thẳng này. Cái dầm bản thẳng này thì bên cơ sở em Thảo đang gửi từ các bác giá nó sẽ có hai loại. Một loại to dày sẽ là 400.000, có một loại 350.000. Có cả cán nhá. Còn lưỡi này là 300.000 một lưỡi này. Miễn phí ship các bác trên toàn quốc. Và tiếp tới là tới cái mẫu lưỡi dầm chuyên nghiệp đi đánh cây. Cái lưỡi này nhà em cũng sẽ có mấy kích thước nhá. Ví dụ như cái kích thước to nhất của lưỡi là em đang gửi được các bác là 300.000 một lưỡi. Miễn phí ship, lưỡi to nhất nhá. Đấy, và tiếp tới là cái lưỡi chuối. Cái lưỡi chuối này thì được khá là nhiều bác quan tâm. Bởi vì cái này thì nó phổ thông đối với tất cả các công việc. Vừa đánh cây, vừa sắn rễ, vừa làm vườn, vừa đào chuối, đào măng đều rất là ok. Dày như này cho các bác nhé. Một cái lưỡi này chưa có cán thì em Thảo đang gửi tới các bác giá sẽ là 300.000 trên một lưỡi. Có cán là 350.000 nhé. Gọi là lưỡi chuối nhé. Và rất mong là khi xem được video thì các bác hãy nhớ tên từng sản phẩm một để lựa chọn nó thật đúng. Và tiếp tới là cái lưỡi mai. Đây là một cái lưỡi mai chuyên dành cho các bác đi sắn đất. Lưỡi mai này thì cái chất thép này sẽ giúp cho các bác bửa đất thoải mái, không giờ lo nhé. Đã mài sắc bén như thế này rồi. Cái này gọi là lưỡi mai chưa cán. Các bác mua cả cán, trọng lượng của nó nặng, dày lắm. Là nó là 300.000 một chiếc các bác ạ, cả cán đấy. Và em Thảo cũng sẽ miễn phí ship trên toàn quốc nhé. Với các bác miền Nam, miền Bắc hay các bác ở đâu, khi xem được cái video này mà đang quan tâm tới dụng cụ làm nông nghiệp, dụng cụ đồ nhíp, những cái dụng cụ cần thiết, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi đến tận nhà các bác nhé, với cái dụng cụ làm vườn ở của bên em. Đấy, các bác đã tham khảo được 5 cái mẫu dầm. Và các bác hãy nhớ tên của từng loại một nhé, để lựa chọn làm sao cho nó thật đúng nhất. Đấy, bên cơ sở em thì rất là nhiều, vừa mới làm xong. Đây là một cái lô hàng để chuẩn bị phục vụ các bác cái vụ xuân này. Các bác đi làm cây, công trình, làm vườn, chắc chắn là nhà nào các bác cũng cần. Hãy liên hệ trực tiếp tới em qua đầu số điện thoại ngay cạnh video nhé. Và đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để tiếp xem những cái dụng cụ sau của bên cơ sở em. Chào và hẹn gặp lại các bác nhé.